VinFast đã tìm ra giải pháp cho thách thức kép về hạ tầng trạm sạc xe điện tại Việt Nam. Ngay từ khi họ cam kết tập trung toàn bộ nguồn lực cho việc phát triển xe điện, VinFast đã nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng mạng lưới trạm sạc và họ đã đầu tư mạnh mẽ với hàng trăm triệu USD vào hạ tầng. Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi họ giới thiệu mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên VFE34, hệ thống trạm sạc cho xe điện của VinFast đã lan rộng đến 63 tỉnh thành trên khắp Việt Nam. Điều này đã được chứng minh vào tháng 3 năm 2022 khi hai chiếc xe VinFast VFE34 hoàn thành hành trình xuyên Việt. Khởi hành từ Hà Nội, họ đã lăn bánh trên quãng đường 1.970 km. Sau 11 lần dừng để sạc pin và thời gian nghỉ ngơi, hai chiếc xe đã đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ sau 48 giờ. Tuy nhiên, VinFast không dừng lại ở đó. Họ đã nhận ra rằng việc sử dụng xe điện đòi hỏi một mô hình hạ tầng linh hoạt, cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng khu vực. Giống như trong ngành công nghiệp ô tô nói chung, tỷ lệ sở hữu và sử dụng xe điện ở các thành phố lớn và khu vực trung tâm luôn cao hơn, điều này tạo nên nhu cầu lớn về trạm sạc xe điện. Vì vậy, sau khi mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện trên toàn quốc, VinFast tiếp tục hướng đến mục tiêu thứ hai, mở rộng sâu. Hiện nay, hệ thống trạm sạc công cộng của hãng xe Việt đã có mặt tại 80 trong tổng số 85 thành phố trên cả nước. Khoảng cách giữa hai trạm sạc tại khu vực thành thị không vượt quá 3,5 km, giúp khách hàng chỉ mất vài phút để di chuyển và sạc xe. Với những bước tiến này, VinFast đã giải quyết cả hai khía cạnh của thách thức về trạm sạc xe điện. Hệ thống trạm sạc của VinFast hiện đã triển khai trên 106 tuyến quốc lộ và cao tốc, hỗ trợ nhiều loại công suất khác nhau, từ trạm sạc tiêu chuẩn đến trạm sạc siêu nhanh, giúp việc di chuyển xa và qua tỉnh bằng xe điện trở nên dễ dàng và thuận tiện. Sự kết hợp giữa việc sử dụng bộ sạc tại nhà và hệ thống trạm sạc của VinFast đảm bảo chủ nhân xe điện của hãng có sự tiện lợi và tự tin trên mọi hành trình khắp đất nước. Đây thực sự là một lợi thế lớn của VinFast so với các đối thủ khác, đặc biệt khi họ đã giải quyết thành công thách thức kép về trạm sạc xe điện. Sự đầu tư đáng kể của VinFast vào hệ thống trạm sạc xe điện thể hiện tầm nhìn chiến lược và dài hạn trong việc phát triển xe điện tại thị trường Việt Nam. Điều này cũng là minh chứng cho sự tham vọng quốc tế của hãng xe điện Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu, việc xây dựng hạ tầng trạm sạc xe điện vẫn đang ở giai đoạn ban đầu. Mỹ, một ví dụ điển hình, là một quốc gia tiên phong trong việc phát triển xe điện và có hạ tầng tương đối tốt, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức về trạm sạc. Cụ thể, việc đáp ứng nhu cầu sạc xe điện tại các thành phố lớn, khu vực trung tâm và đặc biệt là tại các tòa nhà chung cư và cao tầng gặp khó khăn bởi mật độ sử dụng xe điện ở đây rất cao. Nhằm khuyến khích việc lắp đặt trạm sạc xe điện trong các tòa nhà chung cư, hơn 10 tiểu bang tại Mỹ đã thông qua đạo luật quyền sạc điện, Right to Sạc. Mặc dù từng tiểu bang có các quy định khác nhau, nhưng tất cả đều cấm chủ sở hữu tòa nhà và hiệp hội chủ sở hữu nhà ngăn cản cư dân lắp đặt và sử dụng bộ sạc xe điện tại các tòa nhà chung cư. Luật cũng quy định rõ các yêu cầu cần tuân theo khi lắp đặt bộ sạc theo tiêu chuẩn quy định. Tại châu Âu, thị trường xe điện lớn thứ hai trên thế giới, Anh đã áp dụng quy định xây dựng sửa đổi về việc lắp đặt các điểm sạc xe điện và tuyến cáp có hiệu lực từ tháng 6 năm 2022. Quy định này bao gồm một số yêu cầu mới, bao gồm việc đảm bảo mỗi khu nhà mới có bãi đỗ xe điện và điểm sạc xe điện. Điều này thể hiện rõ sự thúc đẩy của họ đối với sự phát triển và tiện ích của xe điện.